ơn các bạn đã quay trở lại với Photo Mỹ Đình. Chúc các bạn có một ngày mới tốt lành. Hôm nay kênh Photo Mỹ Đình sẽ quay trở lại là một cái video nó không mới nữa. Nó là một trong những cái video mà mình đã làm rất là nhiều lần rồi. Nói chung là giới thiệu cho các bạn một cái sản phẩm xe tải van bền nhất ở trong phân khúc, bền nhất ở thị trường Việt Nam thời điểm hiện tại. Đó chính là chiếc xe Photo ở trước mắt các bạn. Đó, hiện tại mình đây là một trong những cái chiếc xe có một cái màu xanh nó rất là đẹp mà mình cũng là làm video lần đầu tiên với cái xe màu như thế này. Thì Photo thì mình bán nhiều nhất rồi, thế nhưng mà với cái màu đặc sắc như này thì mình bán số lượng chỉ có 2 con thôi. Đấy, thì đây là một trong những cái dịp hiếm hoi mình cố gắng mình làm để cho các bạn xem qua cái chiếc xe màu xanh này. Đấy, đây là cái xe mà mình nói nó rằng nó là một trong những chiếc xe bền nhất trong tất cả các chiếc xe tải van hiện tại đã có trên thị trường. Tại sao nó lại bền nhất? Trong video này mình và các bạn sẽ cùng đi tìm hiểu những cái vấn đề bền nhất đó. Thì nhất là trước mắt các bạn này, cái xe này nó có một cái màu xanh, hai cái bên hông nó đều có cái logo Grand Tour 1.5 lít. Nó thể hiện ra là cái bộ máy của cái sản phẩm này chạy cái máy đam của Đức, dung tích xi lanh là 1.5 lít, cho công suất cực đại là 85 kW ở 6.000 vòng quay. Với cái công suất máy lên tới 85 kW thì nó mạnh hơn tất cả những chiếc xe hiện tại đang có trên thị trường. Cái đồng ben này, đồng ben thì công suất nó chỉ có 80 thôi, Kenbo công suất 65, nhưng mà cái sản phẩm này là 85, mạnh hơn rất nhiều. Đó, ở trong phía trước các bạn sẽ thấy là nó có một cái ngôn ngữ thiết kế vô cùng đẹp, mình đánh giá cực kỳ cao với cái ngôn ngữ thiết kế này. Thứ nhất là bo tròn, và thứ hai là từ cái thiết kế nước sơn này, cho tới cái độ bóng của xe này, cho tới cái chất lượng mà hoàn thiện từ các cái khớp nối nhựa thì Photo làm rất tốt, tốt hơn các hãng khác rất nhiều. Thì đó là một trong những cái mà khẳng định nên thương hiệu Photo ở bên nước ngoài. Thì các bạn biết là ở Trung Quốc, Photo là một trong những chiếc xe mà là thuộc cái hãng rất là lớn, cũng giống như là Honda và cái chiếc xe tàu ở Việt Nam cũng vậy. Đó, thì cái xe này nó là cái thương hiệu cực kỳ lớn, thương hiệu top 1 của Trung Quốc luôn. Thế nên là chiếc xe của họ làm nó cũng mang cái hơi hướng là cái chất lượng như vậy. Đây là cái logo Photo viên kim cương đen. Đó, xe thì vẫn được trang bị đèn halogen thôi, nhưng mà đèn halogen của nó chất lượng hơn rất nhiều so với đèn pin xenon của các hãng khác nhé. Đèn gầm, đèn phá xương đều được tích hợp sẵn đầy đủ. Ở bên hông thì chiếc xe có cái gì? Thứ nhất là các bạn nhìn thấy cái cụm gương không? Đó, gương nó rất là chắc chắn, rất là to, chắc lịch, và cái độ nhựa của nó, độ hoàn thiện nhựa nó tuyệt vời. Nó bóng mà nó dày dặn, đấy các bạn nhìn thấy không? Các hãng khác nó chỉ mỏng dính thôi. Tay nắm cửa đã được cải thiện với nhựa chất lượng cao hơn, bền bỉ hơn rất nhiều. Đấy, từ cái nước sơn các bạn nhìn thấy không, nước sơn nó rất là nét, nhìn nó không dại như những cái xe của hãng khác đâu. Đó, đây, khi mở ra chúng ta sẽ nhìn thấy cái khoang nội thất ở trong. Thứ nhất, khoang chứa hàng, kích thước xe, kích thước của khoang chứa hàng là 2m150 và nó được lót lên một cái lớp ni lông ở bên dưới như thế này. Các bạn hoàn toàn có thể bỏ thêm, làm thêm một cái lớp tôn hoặc là lớp gỗ ở trên để bảo vệ cho cái xe của các bạn. La phong trần, mọi thứ luôn rất đầy đủ, không thiếu cái gì cả. Đó, thì cái điểm đặc biệt của cái chiếc xe này ấy, là cái lớp sơn của nó là sơn 11 lớp điện ly của nhà máy Photo, sơn chính hãng luôn. Độ bền của nó sẽ như những cái chiếc xe con. Đó, nó không khác gì chiếc xe con mà các bạn đang chạy thấy ở trên thị trường, chạy trên đường. Đấy, và cái lớp thép này nó là thép cường lực phân tán, cứng hơn rất nhiều so với cái lớp thép của các hãng khác. Nó cứng như chiếc xe VinFast mà các bạn gặp trên đường, các bạn gõ vào các bạn thấy độ cứng, độ hoàn thiện của nó như vậy. Lốp lớn, đó là một trong những cái điều bền hơn so với những sản phẩm của hãng khác. Lốp này lớn hơn một cỡ so với các sản phẩm của Kenbo cũng như các đối tác khác. Đấy, ở giữa các bạn nhìn thấy cái logo Photo ở giữa kìa, nó rất là đẹp, ở giữa đây, giữa bánh, các bạn nhìn nhé. Ngoài ra, chiếc xe này có cái gì bền hơn nữa? Nhất là từ cái gắn logo, từ cái cách gắn, họ gắn logo thôi. Các bạn nhìn thấy logo Grand Tour được dán ở đây, nhưng mà nó không dán theo cách bình thường đâu. Cái đồng ben của Kenbo thì nó dán theo cách thông thường, các bạn cậy ra được, nhưng đây không cậy được. Đó, từ cái logo này thì làm sao rơi được, các bạn hiểu không? Nhưng đồng ben này hoặc là Kenbo là nó rơi mất logo là chuyện rất bình thường. Đấy, đây không có. Logo Photo của bên này rất đẹp. Đó, thì đấy là một trong những điểm bền hơn. Ngoài ra này, xin lỗi, để mình đây. Các bạn nhìn từ cái đường kính này. Cái đường kính này là được dán rất là chắc lịch, rất là tuyệt vời. Nói chung độ hoàn thiện của nó cao cấp hơn rất nhiều so với những sản phẩm khác. Các bạn lên mua xe thì chúng ta sẽ phải nhìn tiểu tiết, từng chi tiết nhỏ một để chúng ta đánh giá một chiếc xe nó bền hay không. Từ con ốc, đây, từ những con ốc này, các bạn phải để ý cho mình.
từ các cái khớp lối mở cửa này, các bạn có so sánh với mình, bạn thấy nó bền hay không. Ngoài ra thì cái điểm mà mình hay để ý nhất đó chính là ở cái ti thủy lực này, cái ti thủy lực được mở cái xe này đây này. Các bạn nếu mà nhìn kỹ vào đây, các bạn sẽ thấy các cái thông số nó xịn sò hơn. Nếu tìm hiểu ra thì nó chất lượng cao hơn so với những hãng khác. Đó, đó là một trong những cái điểm mà mình nói đến. Và cái sàn thì ok rồi, cái gù lốp này thì cứng rồi, không phải nghĩ rồi. Đó là một trong những cái mà tiểu tiết nhỏ thôi nhưng nó sẽ khiến cho các bạn tổng thể xe chứ cảm giác nó sẽ chắc chắn hơn, bền hơn. Nếu mà các bạn được dịp trên tay nó ấy, các bạn được dịp lái thử cái xe này, các bạn sẽ thấy rằng là cái xe này nó rất là nó được hoàn thiện tốt hơn rất nhiều so với những xe khác. Đó. Xe khác của Đông Ben hay Kenbo nó không so sánh được đâu. Nói chung đấy, mình sẽ liệt ra phô tông của nó ở một cái đẳng cấp khác hoàn toàn. Ở trong khoang nội thất thì sao? Khoang nội thất thứ nhất là nó sẽ có một cái khoang nội thất mà theo mình đánh giá nó là nó đẹp nhất đối với mình, nhưng đối với các bạn thì có thể nó sẽ không đẹp bằng, không so sánh được, nó sẽ không đẹp bằng Long Ben chẳng hạn thế. Nhưng mà với mình đây là cái khoang nội thất đẹp nhất. Các bạn hãy so sánh từ cái khoang mở cửa này đến khoang chứa đồ này, mở ra rất nhẹ nhàng và nó rất là khít. Đó, Kenbo không bao giờ khít như này nhé, kể cả Long Ben. Nó cái sự hoàn thiện, cái sự chăm chút của sản phẩm tới từ Phô-tôn nó chuẩn chỉ hơn, nó đẹp hơn rất nhiều từ cái đây, cái gió điều hòa nhìn nó cũng sắc nét hơn. Đó, những Đông Ben Kenbo không làm được điều này nhá. Đấy là do mình không đánh giá thấp đối thủ, nhưng bản thân mình thấy rằng những cái gì mà xe này hơn thì mình vẫn muốn nói cho các bạn. Ghế da bền hơn rõ ràng rồi, ghế da chính hãng của Phô-tôn, ghế da hẳn hoi nhá, không phải da bọc. Đó, bền hơn chưa? Rồi rồi từ cái khóa đấy, các bạn nhìn cái khóa này, cái khóa này, khóa nó rất là, nó giống như cái khóa của Ford ấy, các bạn nhìn không? Nó rất là đẹp, nó rất là chuẩn. Đó. Khóa này bền, trông nó xịn sò hơn rất nhiều so với khóa của Đông Ben. Đấy, khóa Đông Ben không bao giờ xịn sò như thế này. Khóa Đông Ben không được xịn sò như thế này. Rồi, với cái xe này thì mình cũng nói rồi, nó là một trong những cái sản phẩm được trang bị tới tận răng cho tất cả các bác tài xế, từ phanh ABS, trợ lực lái điện, khóa điện điều hòa hai chiều, tất cả mọi thứ đều rất xịn sò. Nó là một trong những cái sản phẩm mà có phanh ABS đắt hơn khoảng 40 triệu so với những chiếc xe không có phanh ABS như là Long Ben, Kenbo. Trợ lực lái 45A giúp cho các bạn là nhẹ nhàng tay lái hơn và nó chất lượng cao hơn, nó ổn định hơn khi trên đường. Đó điều mình khẳng định luôn. Ngoài ra thì với lớp sơn đẹp như thế, chất lượng khung gầm tiêu chuẩn châu Âu, rồi là một chiếc xe nó có lốp lớn như thế này, nó sẽ khiến cho các bạn bền bỉ hơn rất nhiều so với những chiếc xe mà không được trang bị những thứ đó. Thì nếu các bạn quan tâm đến cái sản phẩm này, mình cũng giới thiệu luôn, mình là một trong những người bán nhiều nhất cái chiếc xe này trên thị trường hiện tại, cả Việt Nam luôn. Nếu các bạn quan tâm đến nó thì hãy gọi cho mình 0987733322, mình sẽ tư vấn cho các bạn đến nơi đến chốn cái xe này luôn. Sẽ tặng kèm các bạn những cái option, những cái tùy chọn, những cái bộ khuyến mại mà nó không có ở bất kỳ đơn vị nào. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.